Sí, pues este ya ve, todo es para mejorar el trabajo, No. porque todo, digan, todo lo que hay vida, y no lo. Brilliant.
mà đặng người lên được. Cái nào mà tôi lấy đạo hàm riêng 2x, tức là y này con nghe hàm số mà. Cái này là 2x. 2x hay 2x ạ? Cái này là tới đạo hàm riêng của f mà 2x y thì cũng là 2x. Cái này các thầy viết như thế nào hoặc là viết dạng này. Cái gì? Chỗ này sẽ là 2x nhân cho A1 cộng cho 2y cho A2. Cái này một là tới với ta đơn vị nó biết được tiếp thì chỗ này nó sẽ có là thành phần thứ nhất của nó x tính thì nó bằng là một, thứ hai là bằng không của đơn vị nó biết được không à, chỗ nào là mấy một thôi là với ta a một trong cái tọa độ thì ta được không a hai a một ta đơn vị chỗ này nó là một không, tức là nó có một dài x bằng một a thì bằng không cái tọa độ ấy chứ một rồi không bằng không đâu rồi chỗ này là không. Rồi cái định lý là các bạn đề một cái này thì nó thành cái radian của tổng của hai hai hàng thì bằng tổng các radian radian tích thì bằng tích các radian, nhưng mà cái này là phải tổng không phải là tích theo kiểu là ai nhau mà thôi. Thôi radian của cái tích này thì bằng r của r nhân s thì bằng r nhân cái này của s và s radian của r kiểu thành nhóm lấy đạo hàm của tích thì cái gì trong trường hợp mà cái r này nó gãy khác không thì cái s trên r này cái cũng là đạo hàm x thì đạo hàm có đạo hàm riêng theo mẫu biến thể và chúng ta có radian của tích này bằng một trong r bình à, cái này là cái đạo hàm của nhân cho đạo hàm radian radian ghép rồi ghép khi cho cái mẫu này nó lên cái khả vi của hàm số cho f là từ d vào r là từ d không qua r vào r ta nói f khả vi là x khả vi nếu còn tại đạo hàm riêng các cái đạo hàm riêng theo các cái biến x y này các cái thành phần này tức là đạo hàm riêng một hai biến thêm còn tại các đạo đang học toán và cái f của thay dầm luôn đi để ta đi nhậu trừ cho f trừ cho f nhân cho đen ta nhân cho đen của bốn đứa làm hai cái một bên bốn đứa một bên hai đứa mà một bên bốn đứa yếu một bên hai đứa khá vector trên đoạn
khùng hả? Có nghĩa là mày chẳng dạy hai lớp bình thường. Cái một lớp bốn đứa, một lớp hai đứa bình thường, hai nhóm riêng. Nó gần nhau, ừ. Nếu mà nghiên xét có xảy ra cái này, thì tại sao thì cái mày hàng chọn, hàng mày xét được lớp tốt với nhau, mày chọn. Có gì, thời gian nó rảnh, ăn ngủ cả ngày, lo gì. Nó ra đi anh thì nó lại lấy ông lớp mới tao đưa cho thầy khác rồi. À, giờ đi bán cái lại anh mời. Thì nó xét sự cao vi, nó xét tính cao vi của hàm số, à thấy một điểm đi không, ví dụ người ta xét cái hàm đấy bằng cộng cho hai y. Thì ta coi xem nó có cả vi tại điểm 1 không hay không. Nó có cả vi tại 1 không. Không. Và ta dựa vào cái này. Ta coi từ cái giới hạn này nó có thành vi không hay không nha. Bây giờ thì mình phải coi cái F của H. X cộng H là cái gì? À, H của X cộng H. Bây giờ X của mình nó không còn là và cái tử thần 1 không đúng không? Phải có cái tính kết này chỉ 1 không á. Thì H của X cộng H thì mình thay thôi x của mình là 1 0. 1 0 một công mà cộng cho mát giả sử là hát một hai nha, hát mình giả sử là có tờ lộ trong hai đoạn a với bây giờ hát cộng có là không được bình thử. Giờ mình hát của mình là đúng không bao giờ là có hai bình thử giả sử đó một thì x cộng hát thì mình nghe mặt một là 1 0 thì vậy thì cộng tờ độ với nhau thì ta lấy tờ độ trước cộng tờ độ trước tờ sau cộng tờ sau đó mình cộng vào như vậy nó sẽ bằng là 1 cộng cho h1 của mình. Phải một cái. Rồi gì? Công. Cộng cho h2. Đó, cái cầu h đó. Bằng. H của gì?
xong rồi thôi một tổng số một số này nó khen giờ mình không thấy phép của mình lấy được của mình là
cho hai đó. Hai cho hướng thôi. Rồi có hai đứa như này cho hai cái biết này đâu mà nó chạy nó đứng mũi nó chạy này chậm rồi như này cái mặt hai của nhà băng phòng số cái khẩu bằng nhiêu có nên đỡ bằng nhiêu nhà từ băng phòng về không ok rồi cái này sẽ hậu thuật không thì hát này dần hát này dần thì công 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 á và hát này dần gì với ta không á hay là hát một cái dần về hát một cái dần về không 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 thì phải chứ không không để qua anh cái gì lung tung thôi. Ok nhưng mà tôi đã áp dụng cái định nghĩa này để xét sự khả thi của hàm số. Nhưng mà cuối cùng kết luận là sao các hàm số đâu? Hàm số khả thi. Bài toán này rất là kinh điển nha, ví dụ ta là tôi gọi phân tích khả thi của hàm số bài đó nó cũng cho làm cái chuyện phổ biến á mình mà đi xét tính khả thi của hàm số xét tính liên tục của hàm số tính đại hàm riêng của hàm số v.v. thử để gọi đó nghe phổ biến như vậy. Dạ. Kéo xuống chút thầy ơi, dạ xin phép thầy kéo xuống chút để chép thầy ơi. Dạ, rồi. À, lúc sáng thì tôi làm sao mà tôi kiểu gì mà lúc tôi mở ra chắc giờ tôi không còn cái gì này đâu hết. Thì thôi các anh chị coi lại cái video thì thấy rõ. Tôi có chút, mà coi lại, chúng ta biết tiền tôi qua, chúng ta không biết tiền, coi lại cho nó. Sáng nay rồi ngày mai tôi gửi bài tập cho tôi làm còn bài tập nó phù hợp mà được chứ không biết kịch làm hành đi mình chết xong dạ rồi thầy rồi. Mà có một vấn đề nhắn về giáo viên này cái hàm đi các biết đọc tiếp này có hàm đi không có làm gì tất cả này đang đang biết tiếp rồi tôi biết tiếp rồi biết thì các hoàn toàn rồi các bạn hoàn toàn biết cái này hoàn toàn này nếu tất cả cái đoạn đi này đều tiếp tục thì rất cả vì phải như vậy là cái công cụ để mình khảo sát tính khả thi cái anh chị mấy này cái định nghĩa là mai là ở đây mai cố tình mà cho cái bài khá đơn giản thì mình thay vô thì nó ra nó cũng phải đỡ nhưng mà nếu cái hàng chỗ này nó phức tạp á đặc biệt mình thay định nghĩa vô như thế này không dễ như nào do đó thì cái công dùng cái này dùng cái định nghĩa để mà cái tính khả thi cũng là một công cụ nhưng mà chúng ta thấy là đề một hai chữ tám hai cái chỗ là không cần dùng cái gì hết mà vẫn kết luận được cái tính khả thi đúng không là đang xét cái đoạn đi cái liên tục của cái đoạn đi xét cái liên tục thì nó cũng đỡ hơn à. Nó gọi là cái ví dụ mà thấy tất cả các
cái đoạn riêng của cái tục thì ta kết luận là cái hàng ép nó bảo vi tử. Bây giờ cái trường thử cái hàng mà thế nha, thấy là mình sẽ áp dụng ngay cái vấn đề là để giải quyết bài toán này liền. À, mới ra ta áp dụng ngay cái bài này thế thôi. Tôi lại biết tiếp cho hai đi cho con nè em đi em biết đi cho hai đi là cái tổng này đi. À, bây giờ ta tính toàn riêng tại cái điểm một một nha, tại cái điểm một không ta xét cái tính cả vi tại điểm một cả vi là điểm một thì bây giờ theo cái vấn đề này thì mình chỉ cần xét cái toàn riêng theo biến trường tại đâu ta biết là chúng ta bên đó thì bằng gì một một đó làm bên này nói rằng cái hàng này có liên tục không, cái hàng này liên tục đúng không, một hàng đi hết tiếp đi cùng một thì cái hàng này nó là một cái hàng liên tục và khi cho chuyện rõ lên á thì đó cái bài cái hai cái tập viên này cái tập tập tấu cái định lý này thì cái hàng trả viên nó liên tục tại điểm nào, liên tục tại điểm x ở đây cho điểm này là điểm có hồ có không một công nó liên tục tại mỗi điểm như vậy nó phù hợp với x đây là đúng nó phù hợp với ra cho mai số này các chị có nhớ lại là đó là cái gì mà mình ghép một chiếc mình không? Một tổ tức phân các chị dùng cái tức phân mà để tức phân là rất khó, các chị dùng cái hành với cái hành rất khó nếu mà hàng ép này khả năng đi thì nó liên tục, cái này cũng giống trong cái gì cũng giống trong cái hàng một biến thôi, khả vi thì liên tục, khả vi thì liên tục nhưng mà liên tục thì cũng hẳn là tao không khả vi tôi chưa ra liên tục cái hàng này các chị thấy không liên tục mà nó không phải vi, tức là cả vi liên tục đúng, một cái hàng liên tục thì khi đánh cả vi biết một cái hàng thì biết cái hàng vi là
Cái bạn bè cái là tí một con nghe cái này giúp cho mình chứng minh cái điều gì, giúp cho mình thấy là một cái công cụ để mình kiểm tra những gì khả thi, thì chúng ta thấy là khả thi cái này đúng không, thì ngược lại cái nó đúng, nhưng mà nếu không liên tục không khó thôi, không khó cái gì học luôn chưa của anh mà đều ăn quên đúng không, còn đều không quên kế là một đoạn không ăn. À, cái này anh nào mà có gốc làm tinh học đó thì chúng ta đã học tốt tốt rồi, còn nếu tinh nào học tốt chúng ta học tốt nó có cái cách tốt, còn nếu tinh nào không tinh học tốt còn nếu tinh nào không tốt còn a cái từ b thì cái chúng ta không biết không có nên không ai thì khi các cái rau thì đâu không Thank you.
Bây giờ ta đi qua thằng luôn tiếp theo không? Định nghĩa 1.2.12 định nghĩa cái quy phân cấp 1 quy phân vòng vòng từ tập game tới bắt đầu và nó cả với tức là nó có động thì quy phân cấp một của f được định nghĩa như thế này, tức là ký hiệu là d của f thì bằng đạo hành riêng của điểm của f tại điểm theo tiết một nhân cho d rồi cộng cho đạo hàm liên quan tới điểm hai cho điểm hai cộng vân vân cộng cho đạo hàm liên của theo điểm của f theo điểm nào nhân cho d điểm nào trong trường hợp mà đấy thì đạo hàm thì quy phân của nó quy phân của Hamlet quy phân của S bằng đạo hàm riêng của S theo cái nít phải ra suất này không là sao chỉ có hai trường hợp và lấy hai trường hợp nào là cũng suất này thôi không lấy hai trường hợp nào
rồi nếu trong trường hợp ba lý thì lấy ba trường hợp đó. Đây là gì? Đây chính là quy vân cấp một của cái hàm này, này. Bây giờ tính cái dz này nè, mà mình tính tại điểm mấy cấp một bằng cái gì? Hai giờ thôi, x cộng không y bằng mấy? Y một vô là ba, ba đế, cộng cái gì? Cộng cho từ hai, tổng số thì cậu hơn, hơn từng số dầu không cần. Ok. Cái gì? 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 Không có đâu, có hàng, có hàng hai. Cái kia ta có nè, đạo hàm hai lần cái thứ nhất là cái dụ viết, đạo hàm một lần nữa, không biết có cái gì, không biết có lên, không biết có lên. Thì nó bằng đi, đạo hàm, nó sẽ bằng bỏ cái thứ nhất của một cái đạo hàm đi. Có. Rồi đã nên tập cái biến thi cũng như vậy. Cái hiện như thế này mình cô lên cái đạo hàm hai, hai. Và mình lại lấy đạo hàm cái biến thi rồi lấy đem đạo hàm một đó. Rồi cái trường hợp đó là đạo hàm.
sự khác biệt to lớn sự đặc trưng với bạn là bạn cùng khác biệt luôn đó là quyết định gì vì là danh tính các bạn đây là các bạn chúng ta lựa chọn ngày được gọi nhé không tin nó có liên toàn bộ khu vực này các cuộc kiểm này cái ngày mà kiểm tra một tiếp theo các bạn đọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái tuần đầu hàng cấp 2 mình lấy này mình lấy đầu hàng một lần nữa không cái này các bạn gì 6x2m đây không phải đây không tiền 6x2m Cứ như vậy mình cứ làm đây. Ba cũng vậy. Đó là riêng cấp 3 của học F. Theo biến gì? Biến gì? Của 3. Các anh chị cứ lấy tiếp tục với thế. Mình làm sao? Rồi hoàn toàn cho biết những thầy lấy theo thằng để biết chưa ghi lại bài giảng không ai ra không ghi hả từ đầu giờ chưa ghi thằng quân văn luôn hết giờ rồi không có bài để câu video là cái gì mình có này có thức qua đây thôi để có gì không đi này từ đầu giờ này không đi có anh chị nhé không có không đi không hy vọng là tại vì tôi để được đi trong cái trang lớp của mình trong cái hệ thống học tập của trường ấy thì nếu họ luôn là kiểm tra rồi thôi còn
đừng có lấy cái phân của cái hàng, mình lấy đầu hàng của cái hàng này thêm trừ 2 x bình là xong. Ra biến thi một lần nữa. Bằng gì? Trừ 2 x bình. À, cái này là lấy phi phân, lấy đầu hàng theo theo đi cho nên chỗ này không. Còn lấy cấp này thôi. Rồi, ta lại tiếp lấy đầu hàng. Phi phân theo F mẫu biến thi lần thứ 3. Không không anh, không không đi. Mấy? Tăng phóng hả? Tăng phóng. Chứ bây giờ có thể đi không? À, bây giờ ta sẽ qua một tập tiếp theo là định lý 2/7. Định lý what? Nếu F mà có đạo hàng riêng cấp 2, đạo mới cấp 2, cái đạo mới cấp 2 liên tục cái miền D thì cái đạo hàng riêng cấp 2 của F thì liên tiếp và phải y nó cũng bằng với lại đạo hàng riêng. Cái này xin lỗi, lấy theo theo biến x đi á, còn các biến lấy x đi, lấy x đi lấy trước nha, lấy đi thì nó cũng bằng với đạo hàng riêng cấp hai của hàng mà lấy x đi trước, lấy x đi sau thì nó đơn giản dễ hiểu là cái đạo hàng riêng của các cái biến nó không thay đổi. Nếu cái hàng có đạo hàng riêng Phương, Bùi Thị Phương. Sát sát kìa. Hay đi kêu bài sát. Dạ, em chưa hết. Rồi, cái trừ cho phải không? Dạ, trừ 4 ít đi ạ. Còn bây giờ làm cái lấy đây trước rồi lấy coi. Lấy đây trước. Đây. Đây của này. Như vậy là hàng
theo biến tiếp của đạo hàng phải thầy đi thi bằng gì kết quả giống luôn thế ạ. Thấy bây giờ có gì không? Như vậy thì so lấy ví dụ này kiểm chứng cái định lý này thì nó khá là cái điều kiện này đi ra cái quả căn định lý này dễ đi định lý này nó đã được chứng không đầu và nó đúng cho mọi trường hợp cho nên các anh chị cứ thấy quả căn của mình đã được điều này sẽ có được kết quả đó. Thứ tự tương tự như vậy đạo hàng của này đây đạo hàng
Rồi, ở đây nhanh để vô thì nó ra một cái biểu thức như này, tức là vi phân cấp 2 của hàm z thì nó bằng cái này, tức là đạo hàm cấp 2 là biến cấp 2 theo biến x bằng nhân cho đạo hàm viên cấp 2 đạo hàm của x rồi của y rồi cái của x của hai của biến y rồi tổng cho tôi đạo hàm viên cấp 2 của biến y cái d bằng. Như vậy thì đây chính là cái công thức để mình tính được cái gì, tính cái đạo hàm viên, tính cái đạo hàm viên nổi mình tính cái vi phân cấp 2 cái hàng. Thì ta thử đề xét cũng một ví dụ qua mẫu không hết thì cố gắng cho toàn khu vực có dùng được thì ta phải làm cái không thì mình cũng lại đề không biết không hết thì không hết nhưng mà khi áp dụng thì thế nào không cũng nhìn đề nó đi bên tay mình
thầy cái chỗ mười hai học giả là mười hai chiếc pin 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 cho thầy pin pin đây pin đây pin pin nữa thầy mười hai chiếc pin chị thay gửi cho bọn em luôn cái bài tập của lúc sáng này tiêu luôn hả thầy? Quên thế ơi. Thì tội luôn để làm quên thế cả. Thầy là cho anh xin thầy là sáng thứ bảy bán tặng đội trên cái chiều rằng thầy có một học để chỉ bán được không? Bây giờ tôi để chờ tôi đi lại.